Chúng ta bây giờ à, hãy nói tới một số những cái thông tin khác đi. Chúng ta nhìn vào tài liệu ở trên ClassNow Thì thủ muốn cập nhật những cái thông tin mà chúng ta thường hay nhìn tới. Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào NUPL. Thì đi thùng Refresh ở China lại để chúng ta coi coi là tình hình bây giờ khi mà giá cả đang hồi phục mạnh đó. Thì NUPL đang nằm ở trong cái tình hình như thế nào. Thì các bạn hãy thường zoom vào. Chúng ta thấy được là bây giờ chỉ số này là ở cái mức là 52.307 và chỉ số này ở mức là 0,7%. Và chúng ta cũng nên nhớ là trên cái con đường mà tăng trưởng trước khi mà có đợt điều chỉnh từ cái mức 58.000 đô đó thì 0,7%. Lúc này là các bạn thấy được là cái giá là khoảng chừng là 38 tới 45 000 thì cho là khoảng chừng là 40.000 đi thì các bạn thấy được là chúng ta thấy bây giờ cũng ở mức đó đó mà cái giá nó lên tới 52.000 nghĩa là chúng ta đã có thêm 12.000 đô. Có nghĩa là lần trước đây đó trước khi chúng ta chạm vào cái vùng màu xanh dương đó khi mà chỉ số này ở 0,748 khi mà nhiều người đang lo lắng là sẽ đi qua Khỏi cái mức này đi vào dùng màu xanh dương coi như là dấu hiệu đầu tiên là cái đợt tăng trưởng được kết thúc thì ngay sau đó đã được điều chỉnh rất là đúng lúc cho đến cái mức mà các bạn thấy là thời điểm là xuống còn 43.000 đô sau đó đi trở lên ở cái mức hiện tại là 54.000 đô thì các bạn thưa rằng nếu như mà bây giờ chúng ta có thêm 12.000 thì có nghĩa là giá Bitcoin sẽ lên tới mức là khoảng 70.000 trước khi mà chúng ta lại đi vào cái tình trạng là mọi người lo lắng là cái đường này sẽ chuyển thành màu xanh dương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở thời điểm hiện tại. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái số lượng Bitcoin, cái phần trăm mà đang có lời thì chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin phần trăm đang có lời thì đã đi ngược trở về cái đường màu vàng này để đi ngược cho cái dùng màu đỏ nghĩa là các bạn thấy được là ở thì bây giờ đó dựa theo Classno thì đã có 98% phần trăm của tất cả những người nào mà đang lưu trữ Bitcoin đang có lời rồi Có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin bây giờ ở mức là gần như cao nhất mọi thời đại rồi Ở cái mức là 54.000 đô Nhưng mà thật ra cái lúc mà cái giá capture lại, cái giá mà đóng lại ở trên biểu đồ này của ngày hôm qua là 52 bảy Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu uh, liên quan tới all Hall Dollar đi thì các bạn thấy đường zoom ra các bạn sẽ thấy rõ hơn. thì bây giờ đó cái đợt điều chỉnh này đã khiến cho cái đường mà màu cam trên màn hình các bạn thấy có cái xu hướng đi xuống nguội lại. tại vì các bạn thấy ra cái đường màu cam này tăng trưởng rất là nhanh và nếu như mà chúng ta đi vào cái dùng màu đỏ trên màn hình thì đây là cái dấu hiệu đỉnh của năm 2021 này. khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của Claudio no, đây cũng là một trong những cái biểu đồ mà nhiều người quan tâm đến tại vì mỗi lần các bạn thấy được năm 2011 khi mà đi vào cái dùng màu đỏ này thì mình thấy được chúng ta đã có một cái đợt điều chỉnh đây là dấu hiệu đỉnh năm 2013 thì cũng vậy khi mà cái đường màu cam này đi vào dùng màu đỏ thì đây cũng là cái dấu hiệu đỉnh và năm 2007 cũng vậy khi mà cho bạn thấy được là cái đường màu cam này đi vào dùng màu đỏ thì chúng ta đã thấy là sau đó thì giá cả lại đi vào một cái mùa đông crypto giá cả đi xuống từ 20.000 xuống chỉ còn có 3.000 mấy đô mà thôi và bây giờ thì chúng ta thấy được là cái đường màu cam này vẫn còn cách xa cái dùng mà màu đỏ hiện tại chúng ta bây giờ hãy nhìn vào filmotable đi thì đây cũng là một cái chỉ số mà cho chúng ta thấy cái tình hình tương tự cái đường màu cam này chúng ta không muốn đi vào dù màu đỏ thì bây giờ cái dù màu cam này các bạn thấy là cái đường này thì vẫn còn một khoảng cách trước khi chúng ta bước vào cái dù màu đỏ trên màn hình kế tiếp thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào market cap cho tomo cap đi thì cũng có một cái tài liệu cho chúng ta thấy là cũng có những cái dấu hiệu tương tự nếu như mà cái đường mà màu cam này đi vào dùng màu đỏ thì coi như là chúng ta đã có dấu hiệu kết thúc mùa tăng trưởng này dựa theo những tài liệu trên Classno thì điều mà các bạn thấy rõ ràng ở đây đó là tất cả những cái thông tin hiện bây giờ vẫn cho thấy là chúng ta vẫn còn một khoảng cách trước khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu báo đỉnh đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào những tài liệu trên Classno. Đương nhiên đây chỉ là một trong một cái phần phân tích mà thôi chúng ta cũng cần phải nhìn vào tình hình chung ở trên thị trường như thế nào chúng ta không thể nào chỉ dựa duy nhất vào tài liệu on chain để ra phán đoán là chúng ta đến đỉnh hay đáy hay chưa nhưng mà ít ra thì đây cũng là một trong những cái tài liệu có thể giúp ích cho các bạn có thêm một cách nhìn là hiện bây giờ chúng ta đang ở đâu và cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có dấu hiệu đỉnh nào xuất hiện ở trên những tài liệu on chain chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu liên quan tới grayscale premium đi thì các bạn hiểu được là bây giờ đó thì cái phần trăm của grayscale đó khi mà chúng ta thấy là những người mà mua bitcoin và lấy cổ phần Rescale đó thì bây giờ cái cổ phần đó so với cái giá thực tại của bitcoin khi mà họ nạp vào quỹ đầu tư Rescale này để cái giá thị trường thì chúng ta thấy được là cái giá thị trường so với lại cái giá cổ phần là bây giờ là xuống trăm Chúng ta muốn thấy cái chỉ số này trở về cái vùng mà dương, có nghĩa là cho chúng ta thấy được là có nhiều người có lợi nhuận khi mà họ đầu tư vào cái quỹ đầu tư Rescale này. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà trong vòng mấy ngày qua thì liên tục mấy ngày các bạn thấy được là cái chỉ số này cho thấy được là không có lời mà hiện bây giờ là cái cổ phần giá thấp hơn là cái giá Bitcoin hiện tại ở trong quỹ đầu tư của Grayscale và chúng ta nhìn vào ASOPR đi thì đây là một cái tài liệu cho chúng ta thì là những người bây giờ đó khi mà họ giao dịch đó, thì dựa theo tài liệu on chain thì chúng ta thì là họ giao dịch lời hay là lỗ thì chúng ta thấy được cái chỉ số này đó đã reset lại và thật ra các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu của ngày 27 tháng 2 là cái ngày đầu tiên mà chúng ta thấy được là cái chỉ số này đó đã đi xuống dưới số 1 có nghĩa là mọi người khi mà họ bán nó đã có một số người là chấp nhận là cắt lỗ đây là cái dấu hiệu cắt lỗ à, các bạn thấy đã xuất hiện à, lần đầu tiên sau khi mà chúng ta trở về cái dùng là tháng 9 của năm 2020 nhưng mà các bạn thấy được đây là một cái thông tin cho chúng ta thấy được là bây giờ đã cái số lượng người giao dịch trên thị trường đó, thì phần lớn các bạn thấy được là giao dịch Ờ, cái giá hiện tại có nghĩa là không lời quá nhiều. Bây giờ các bạn thấy được cái chỉ số này là 1.07 mà thôi. Thì chúng ta muốn thấy là cái đường màu cam này reset càng gần cái đường mà màu trắng này đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được là đã không còn nhiều người có lời nữa. Đây là một trong những cái dấu hiệu là những người mà có lời họ đã chốt lời rồi. Có nghĩa là cái đợt mà xuống giá này cơ hội rất cao là các bạn thấy được là đã coi như là đã xong rồi chúng ta nhìn cái giá hiện bây giờ đã ra 54.000 thì chúng ta thấy được là tôi vẫn chưa trở lại cái mức là 50 mươi 8.500 đô nhưng mà bây giờ nếu nói là cái dấu hiệu là tiếp tục điều chỉnh thì tôi nghĩ là nhiều bạn cho dù là các bạn nhìn vào phân tích kỹ thuật cho dù các bạn nhìn vào tình hình uh, tin tức hay là các bạn nhìn vào cái tài liệu on chain thì vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu liên quan thời đào đi thì các bạn thấy được là nếu như chỉ số này mà trên con số 2 nghĩa là thời đầu đang bán rất mạnh thì các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua điên zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, các bạn thấy được là chỉ số này đã đi từ 1,55 xuống tới trừ 0,09 và cái chỉ số mới nhất đó là 1,31 là ngày 8 tháng 3, thì nghĩa là trong vòng mấy ngày qua từ ngày 4 tây cho đến ngày 8 tây thì các bạn thấy được là Thời Đào đã ngưng bán, có nghĩa là cái tốc độ bán của họ đã chậm hơn rất là nhiều. Thời Đào bây giờ là không thấy có dấu hiệu là họ đang bán mạnh, có nghĩa là cái lực bán thì Thời Đào đã giảm xuống trong thời gian mấy ngày qua chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều về cái tình hình này có thể là họ đã bán đủ để có thể là tiếp tục kinh doanh tiếp tục hoạt động công việc đào của họ trong thời gian tới đây hay là hai là họ giữ lại bitcoin tại vì họ nghĩ để giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và họ muốn bán với cái giá cao hơn còn ba họ đã bán hết bitcoin của mình rồi cho nên họ mới không có dấu hiệu bán mạnh nữa dù đi nữa sự thật là cái lực bán của thời đào đã giảm xuống chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái tài liệu thường cảm thấy là cũng rất là quan trọng đó chính là tài liệu liên quan tới Bitcoin thì chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì trong cái thời gian điều chỉnh vừa qua các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này đó chính là cái số lượng Bitcoin mà có mặt ở trên những cái sàn giao dịch Thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này đi xuống liên tục Như bạn có đã biết là bắt đầu là từ tháng 3 của năm ngoái cho đến thời điểm này Và bây giờ tốc độ đi xuống hầu như đã bắt đầu là trở lại Các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này lại cấm đầu đi xuống nữa Nghĩa là càng ngày lại càng ít Bitcoin ở trên những sàn giao dịch Và các bạn thấy được là trong cái thời gian mà điều chỉnh mới đây đó Thì chúng ta chỉ thấy có một phần nhỏ Bitcoin được đem trở lên trên sàn từ cái mức là các bạn thấy là 2, 35 triệu Bitcoin và cao nhất các bạn thấy được trong đợt điều chỉnh này là 2,39 triệu Bitcoin nhưng mà sau đó lại có Bitcoin rời khỏi sàn và Bitcoin rời khỏi sàn cái đường màu đỏ đi đi xuống đó là một dấu hiệu cho thấy được là có nhiều người đầu tư lâu dài thu mua tại vì người ta đầu tư lâu dài người ta thu mua xong thì người ta mới đem Bitcoin ra khỏi sàn chứ những người mà đầu tư ngắn hạn hay là trader thì thường sẽ giữ nhiều Bitcoin trên sàn đây là một điều mà thường nghĩ là nhiều bạn có thể hiểu được cho nên các bạn thấy được là trong cái thời kỳ mà điều chỉnh mà nhiều người có lời như vậy mà vẫn không thấy nhiều người đem bịt không lên sàn để báo bán là một dấu hiệu rất là tốt. Các bạn thấy là trong đợt điều chỉnh mà cũng không có thì bây giờ chúng ta nếu như mà trở lại đi về cái mức là 58.500 và phá đỉnh mới. Tôi nghĩ là cái đường màu đỏ này tốc độ sẽ tiếp tục đi xuống và đi xuống nữa. Và đương nhiên các bạn đã thấy được cái sự ảnh hưởng khi mà chúng ta zoom ra nhìn thời gian dài hạn hơn thì đường màu đỏ này đi xuống thì giá cả sẽ có phần ngược lại, giá cả sẽ tăng lên. Đương nhiên các bạn thấy là cái nguồn cung bị giảm nguồn cầu cũng vậy thì chúng ta thấy được là cái giá cả sẽ bị ép đẩy giá cao lên và lúc nào cũng sẽ có một cái thời điểm gọi là thời điểm à, chậm thời điểm lát nghĩa là các bạn thấy được cái đường mà đỏ đi đi xuống nhưng mà một thời gian sau các bạn thấy là giá cả mới hiểu ra được là bây giờ đã không còn nhiều Bitcoin chân trên sàn nữa dẫn đến là giá cả tăng lên chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới y tự đi thì chúng ta thấy được là Ethereum thì cái tình trạng lại còn trầm trọng hơn là Bitcoin các bạn thấy được là Ethereum trong thời gian điều chỉnh thì cũng tương tự như Bitcoin có một số Ether nạp lên trên sàn nhưng mà không có nhiều nhưng mà sau đó đường màu đỏ này là tiếp tục đi xuống trong vòng mấy ngày qua có nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn thì như bạn à, cũng đã chia sẻ là có thể là không phải là nhà đầu tư lớn thu mua hay là những nhà đầu tư dài hạn thu mua có thể đó cũng là một phần lý do tại sao mà có nhiều đồng Ether rời khỏi sàn nhưng mà có thể là họ lấy Ether để mà họ đưa vào Ether 2.0 để mà tham gia vào staking hay là họ lấy Ethereum để mà tham gia vào những cái ứng dụng DeFi để mà yield farm vân vân thì hoàn toàn là có thể nhưng mà sự thật thì trên thị trường đường màu đỏ này càng ngày hàng đi xuống nghĩa là càng ngày càng ít Ethereum ở trên những cái sàn giao dịch hơn và giá cả cũng tương tự như Bitcoin các bạn thấy được là đường màu đỏ nên đi xuống thì đường màu đen này giá cả sẽ tăng trưởng và chúng ta tiếp tục chờ đợi coi coi là Ether bước kế tiếp như thế nào về cái mặt đột phá trong cái phương diện là giá cả Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu, những cái thông tin mới ngày hôm nay Thì một trong những điều mà nhiều bạn hỏi thuận đó là chúng ta đã có chủ tịch mới của SEC hay chưa Có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Thì chúng ta có biết là một trong những người mà đang được đề xuất bởi Tổng thống Joe Biden Để mà giữ cái chức vụ là chủ tịch SEC đó chính là Gary Gensler và Gary Gensler đó là một người mà các bạn cũng đã biết là trước đây là chủ tịch của CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và Gary Gensler là một người mà sau khi rời bỏ chức vụ đó đã dạy blockchain và bitcoin ở trường MIT và là một người mà rất hiểu biết về thị trường crypto này và cũng có những lời phát biểu rất tốt nói là nếu như mà ông ta là chủ tịch của SEC thì ông ta sẽ làm việc với cái thị trường này một cách là tích cực hơn và điều mà mọi người hy vọng bây giờ đó chính là chúng ta muốn có được một cái Bitcoin ETF được thông qua và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thấy là thông chính thức là Gary Gensler là trở thành SEC Chairman nghĩa là chủ tịch của SEC chúng ta vẫn chưa có cái thông tin đó chúng ta chỉ biết là các bạn thấy được là Chamber of Commerce hay là chúng ta có thể gọi đơn giản là cái bộ thương mại Bây giờ đang tán thành Gary Gensler trở thành chủ tịch mới của SEC Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin Thường vẫn chưa có cái thông tin confirm, xác nhận là Gary Gensler sẽ là SEC Chairman mới Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái thông tin này và thường chia sẻ trên những mạng xã hội khi mà biết thông tin